Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ Năm ngày 26 tháng 9 năm 2024 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Gặp mặt đoàn đại biểu trẻ em tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên họp giả định Quốc hội với trẻ em. Xây dựng hệ sinh thái ngành hàng cà phê. Tiếp tục đẩy mạnh việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho công dân. Mục xây dựng nông thôn mới, chương trình có phóng sự, xã E Nam, huyện E Hà Leo huy động sức dân để xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thời sự trong nước, khó khăn giải quyết cán bộ dôi dư sau sắp nhập hành chính. Tổng thống Mỹ nêu quan điểm về khả năng hòa giải giữa các nước. Thúc đẩy an toàn và công bằng cho người lao động di cư khu vực ASEAN là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk vừa có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột về quá trình tiếp nhận đề nghị chuyển đổi sang loại hình trường tư thục của trường tiểu học dân lập Nguyễn Bình Khiêm. Tham gia buổi làm việc có các đồng chí Hờ Diêm Cờ Đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lê Thị Thanh Xuân, Phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Theo báo cáo tại buổi làm việc, trường tiểu học dân lập Nguyễn Bình Khiêm, tiền thân là trường phổ thông cơ sở dân lập cấp 1 Lê Hồng Phong, được thành lập theo quyết định số 368 ngày 29 tháng 4 năm 1992 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk. Ngày 2 tháng 10 năm 1995, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định số 39 về việc đổi tên thành trường tiểu học dân lập Nguyễn Bình Khiêm. Trong quá trình hoạt động, trường tiểu học dân lập Nguyễn Bình Khiêm đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột xem xét chuyển đổi mô hình dân lập của trường sang mô hình tư thục. Tuy nhiên, khi tiếp nhận và xem xét kiến nghị lại vướng một số nội dung liên quan đến tài chính, tài sản, chủ đầu tư, đất đai, v.v. Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã thảo luận các nội dung liên quan, phương hướng giải quyết các khó khăn vướng mắc phía Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột nêu. Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Lê Thị Thanh Xuân, Phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, việc khảo sát được thực hiện với mục đích đánh giá khách quan về thực trạng, tiến độ, kết quả việc chuyển đổi loại hình trường tư thục đối với trường tiểu học dân lập Nguyễn Bình Khiêm, nắm bắt kiến nghị giải quyết các vấn đề vướng mắc liên quan đến việc chuyển đổi sang loại hình tư thục đối với trường, từ đó có giải pháp thực hiện phù hợp trong thời gian tới. Chiều 25 tháng 9, tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức buổi gặp mặt đoàn đại biểu trẻ em tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên họp giả định Quốc hội với trẻ em. Phiên họp giả định Quốc hội với trẻ em lần thứ 2 năm 2024 diễn ra từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9 năm 2024 tại Hà Nội với sự tham gia của 300 đại biểu trẻ em đến từ 63 tỉnh thành trong cả nước. Tham gia phiên họp lần này, đoàn đại biểu trẻ em tỉnh Đắk Lắk có 4 đại biểu chính thức gồm các em Trần Tử Quang, lớp 8G, trường trung học cơ sở Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột, Hờ Môn Eban, lớp 9B, trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, huyện Chư Mờ Ga, Kiều Quỳnh Như, lớp 8B, trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ, huyện Krông Búc, và Hờ Linh Daniê, lớp 9A3, trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi, huyện Krông Anna. Tại buổi gặp mặt, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã thông tin cho các đại biểu trẻ em về tổ chức bộ máy, vai trò nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, những kỹ năng cần thiết khi tham gia phiên họp Quốc hội và giải đáp một số thắc mắc của các em tham gia phiên họp giả định Quốc hội với trẻ em. Đồng thời mong muốn các em nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt nội quy phiên họp, tích cực tham gia hiệu quả các hoạt động trong chương trình phiên họp. Sáng nay 26 tháng 9, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Đắk Lắk phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 9 và định hướng tuyên truyền tháng 10 năm 2024. Trong tháng 9 năm 2024, cơ quan thông tấn báo chí của địa phương và trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh đã cơ bản bám sát chỉ đạo định hướng tuyên truyền của Ban tuyên giáo tỉnh ủy trong công tác thông tin, tuyên truyền, tiếp tục đồng hành, chia sẻ với cấp ủy chính quyền các cấp của tỉnh trong lãnh đạo, triển khai nhiệm vụ chính trị của địa phương, tuyên truyền chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phản ánh kịp thời các vấn đề được đông đảo người dân quan tâm phản ánh về tình hình, diễn biến và công tác phòng chống, khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra đối với các tỉnh miền Bắc, chú trọng đưa tin về các hoạt động của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình
những chuyến công tác tại tỉnh Đắk Lắk, thông tin về công tác chuẩn bị đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, trong đó có việc góp ý dự thảo đề cương chi tiết, báo cáo chính trị trình đại hội và dự thảo hướng dẫn công tác biên tập văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp. Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền, phản ánh chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân tham dự hội nghị thượng đỉnh Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79, làm việc tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Cuba, tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2024-2029. Kết quả sau hơn 20 năm thực hiện công tác kết nghĩa của các cơ quan, đơn vị với các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền đợt cao điểm 500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động. Triển khai dự thảo đề án xây dựng hệ sinh thái tận dụng các hiệp định thương mại tự do trong ngành hàng cà phê do Bộ Công Thương triển khai, Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức tuyên truyền phổ biến và lấy ý kiến các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân sản xuất kinh doanh cà phê, trong đó tập trung phân tích cơ hội, thách thức với các đơn vị sản xuất kinh doanh cà phê từ các hiệp định thương mại tự do đã và đang có hiệu lực. Đắk Lắk hiện có trên 210.000 ha cà phê. Thời gian qua, các sở ngành địa phương trong tỉnh đã tích cực cảnh báo, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, người nông dân trồng cà phê. Tuy nhiên, các hỗ trợ này chưa có tính lan tỏa cao và chưa thể giúp các chủ thể này nâng cao sự chủ động liên kết với nhau cũng như với các chủ thể liên quan tới xuất nhập khẩu khác. Do đó, Bộ Công Thương đã nghiên cứu mô hình hệ sinh thái tận dụng các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là các hiệp định thế hệ mới. Mục tiêu của đề án là giúp ngành cà phê thích ứng tốt với biến đổi khí hậu, biến động kinh tế xã hội, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường, mang lại giá trị cao, bền vững cho ngành hàng cà phê. Thưa quý vị và các bạn, với những giải pháp linh hoạt sáng tạo và sự tập trung cao độ, khi luật căn cước năm 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã bố trí lực lượng triển khai thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước cho công dân, nhất là đối với trẻ em. Không kể ngày lễ hay ngày nghỉ, ban ngày hay ban đêm, lực lượng công an thành phố Buôn Ma Thuột vẫn miệt mài với công việc thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước cho công dân. Cách làm sáng tạo được đơn vị đưa ra ngay từ khi triển khai, đó là ngoài điểm chính ở Trung tâm Hành chính công thành phố, Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã tiến hành thu nhận hồ sơ lưu động ở tất cả 21 xã phường. Nhờ đó, người dân không cần phải di chuyển xa. Thấy cái lực lượng của Công an thành phố, tức là hỗ trợ người dân, tức là có nhiều người dân thì không biết sử dụng điện thoại thông minh, không biết nhập dịch vụ công, tức là để làm căn cước. Tức là cũng có cái lực lượng của thành phố là hỗ trợ tận tình, tức là rất là nhiệt tình. Trước sự cấp thiết của việc thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước cho công dân, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bố trí thêm 2 bộ trang thiết bị thu nhận hồ sơ cho Công an thành phố Buôn Ma Thuột. Nhờ đó đến nay, đơn vị đã tổ chức được 3 đợt lưu động đến xã phường trên toàn thành phố. Không chỉ thu nhận hồ sơ làm thẻ căn cước, các chiến sĩ công an còn tận tình hướng dẫn cài đặt định danh điện tử mức độ 2 cho người dân. Lực lượng công an xã thường xuyên hướng dẫn hỗ trợ cho nhân dân nhập dịch vụ công để làm căn cước. Ví dụ như ngày hôm nay, lực lượng công an xã đã đề xuất công an thành phố đưa máy về trụ sở để làm căn cước công dân cho nhân dân. Với những giải pháp linh hoạt, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 đến nay, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã thu nhận trên 64.000 hồ sơ cấp thẻ căn cước trong tổng số 87.543 công dân chưa được cấp thẻ. Trong đó, riêng đối với trẻ em có 58.000 hồ sơ. Đơn vị cũng đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành nhận và trả gần 46.000 thẻ cho công dân. Trong thời gian tới thì Đảng ủy lãnh đạo Công an thành phố cũng như là các đội nghiệp vụ có liên quan cũng đã định hướng được cái việc của chúng ta phải làm và tập trung vào xây dựng triển khai các cái mô hình đã được đề ra trong cái đề án 06 tiến tới làm sao cho người dân tiếp cận gần các cái tiện ích, các cái lợi ích của đề án 06 đề ra và đảm bảo cái quyền lợi của người dân. Với mục tiêu, đến ngày 31 tháng 10 năm 2024 sẽ hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước cho công dân, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đang tiếp tục tập trung lực lượng tổ chức thu nhận hồ sơ lưu động đợt thứ tư đến tất cả các xã phường.
luật căn cước được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, được xem là bước đột phá trong việc đổi mới quản lý dân cư, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao hiệu quả, giá trị sử dụng của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào công tác quản lý nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí giao thông, thời gian qua, huyện Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ các địa phương triển khai xây dựng đường giao thông nông thôn, đẩy nhanh quá trình xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông. Từ khi có đường bê tông đến vùng nguyên liệu, đã giúp nông dân thuận tiện hơn trong việc thu hoạch, vận chuyển nông sản, góp phần nâng cao giá trị nông sản cho nông dân, tạo đòn bẩy cho phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Gia đình anh Lê Đình Huỳnh ở thôn Ea Cờ Sô, xã Ea Nam, huyện Ea Leo có hơn 1,5 hectare đất sản xuất. Trước đây, từ nhà anh đến trung tâm xã Ea Nam phải đi qua hơn 1 km đường đất. Mùa mưa thì lầy lội, trơn trượt, mùa nắng thì bụi bẩn. Với sự hỗ trợ của nhà nước và sự tham gia của người dân, đường từ trung tâm xã Ea Nam vào thôn Ea Cờ Sô đã được khởi công xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, giao thương hàng hóa. Dự án đến đâu là từ đầu hiến lên đó. Không có gọi là tiếc một tí đất này ăn thua gì đâu để mình đi lại cho nó thuận tiện. Bây giờ cái đường nó đã hoàn thành này thì nói chung là dân thấy là đi lại thấy thuận tiện, thấy mãn nguyện. Anh Đào Quang Trung, thôn trưởng thôn Ea Cờ Sô cho biết khi có chủ trương làm con đường này có 20 hộ dọc theo tuyến bị ảnh hưởng, riêng thôn Ea Cờ Sô có 17 hộ. Qua quá trình vận động tuyên truyền, người dân đã hiểu được lợi ích khi có đường mới và đồng lòng hiến đất, chặt cây trồng, làm lại tường rào để lấy đất làm đường. Đã có hàng ngàn mét vuông đất được hiến, giúp con đường từ thôn Ea Cờ Sô đến trung tâm xã Ea Nam hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Từ lúc khởi động dự án tới giờ thì khoảng 4 năm. Thì trong quá trình làm thì cái khâu khó khăn nhất là cái khâu vận động bà con hiến đất để giải phóng mặt bằng. Thì qua quá trình làm thì bước đầu triển khai thì các hộ dân rất là đồng tình. Nhưng mà sau vì cái chiều rộng đường của đường cũ nó nhỏ và sau này thì quá trình giải phóng mặt bằng thì một số hộ dân phải hiến đất rất là nhiều. Còn một số tuyến đường ngày xưa thì đến mùa mà thu hoạch thì bà con chia vất vả, thì sau thời gian đấy thì được đảng nhà nước cũng quan tâm thì đầu tư xây các cái con đường, xây dựng các con đường, hiện nay bà con vận chuyển nông sản đất thì nó thuận lợi, từ giờ đấy giúp cho người dân nó ổn định được cái cuộc sống. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 đến nay, xã Ea Nam, huyện Ea Leo đã có gần 13 km đường xã và liên xã, hơn 38 km đường thôn liên thôn, gần 16 km đường ngõ, xóm và gần 30 km đường nội đồng được giải nhựa, đổ bê tông và cứng hóa. Có được kết quả này, ngoài sự hỗ trợ của nhà nước, chính là sự thống nhất đồng lòng quyết tâm của hệ thống chính trị và người dân.